Xin chào các bạn, mình là Nghiện Nhà đây. Trước khi đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay, các bạn đã từng nghe câu tậu trâu, cưới vợ, làm nhà bao giờ chưa? Câu nói này nhắc nhở, xây nhà là một việc lớn cần làm của mỗi người. Tuy nhiên, để có một ngôi nhà đẹp, phù hợp với khổ đất là một điều không hề đơn giản. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như ánh sáng, tự nhiên, con người, phong thủy. Vậy nên, trong chủ đề ngày hôm nay, Nghiện Nhà sẽ chia sẻ 10 mẫu mặt tiền nhà ống 2 tầng cực đẹp cho năm 2021. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé!